trẻ đi vệ sinh nhiều lần trong ngày báo hiệu vấn đề gì về sức khỏe nhiều mẹ lo lắng khi thấy bé nhà mình đi vệ sinh nhiều lần trong ngày số lần đi vệ sinh cũng cho thấy sức khỏe của bé có đang ổn định hay không vậy tình trạng trẻ đi ngoài nhiều lần có phải tình trạng nguy hiểm hay không tình trạng này có ảnh hưởng đến sức khỏe của bé hay không cùng chúng tôi tìm hiểu qua video này ngay sau đây nhé trẻ đi vệ sinh nhiều lần trong ngày nguyên nhân là gì trẻ đi đại tiện nhiều lần trong ngày do nhiều nguyên nhân gây ra sau đây sẽ là một số nguyên nhân chính gây nên tình trạng này nguyên nhân đầu tiên khiến bé đi ngoài nhiều lần trên ngày là do chất lượng bữa ăn của mẹ không được đảm bảo chất lượng bữa ăn của mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến sữa mẹ vì thế nếu chất lượng bữa ăn không đảm bảo thì sẽ khiến bé bị tiêu chảy mẹ sử dụng thuốc trong thời gian cho con bú cũng khiến bé bị đi ngoài nhiều lần trong ngày trong giai đoạn này mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào nhé, trẻ bị đi vệ sinh nhiều lần trong ngày do nhiễm khuẩn đường ruột, vi khuẩn có hại luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Chúng có thể gây hại cho cơ thể khi sức đề kháng của chúng ta yếu đi. Vì thế mẹ luôn phải giữ cho con khỏe mạnh để không bị vi khuẩn có hại xâm nhập nhé. Nguyên nhân tiếp theo khiến bé bị đi đại tiện nhiều lần là do không hợp với sữa công thức. Có những loại sữa công thức chỉ phù hợp với một số đối tượng trẻ em nhất định không phải tất cả các loại sữa công thức đều phù hợp với trẻ mẹ nên cho bé dùng thử trước khi mua về dùng cho bé nhé núm ti giả cũng là nguyên nhân gây tình trạng đi ngoài ở trẻ núm ti giả đôi khi chưa được mẹ quan tâm vệ sinh đúng cách vì thế gây nên nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của con trẻ đi vệ sinh bao nhiêu lần một ngày là bình thường tùy vào mỗi độ tuổi khác nhau mà số lần đi ngoài sẽ khác nhau ở trẻ thì số lần đi vệ sinh cũng tùy thuộc vào độ tuổi của bé Trẻ sơ sinh số lần đi ngoài khác với những bé 1 đến 2 tuổi, số lần đi đại tiện ở trẻ sơ sinh là từ 2 đến 3 lần mỗi ngày. Bé có thể đi đại tiện từ 5 đến 6 lần vào thời gian cuối của tuần đầu tiên. Bé đi sau khi bú xong, khi đến khoảng 2 tháng tuổi thì bé sẽ đi đại tiện ít hơn từ 3 đến 4 lần mỗi ngày. Càng lớn hơn thì số lần đi đại tiện của bé càng ít dần. Tuy số lần đi đại tiện của trẻ dao động từ 1 đến 5 lần mỗi ngày tùy vào độ tuổi. Nhưng bé sẽ không có biểu hiện bất thường nào về sức khỏe cả tuy nhiên có những trẻ đi ngoài rất nhiều lần trên ngày kèm theo nhiều biểu hiện bất thường như bỏ bú bỏ ăn quấy khóc nôn mửa đây đều là những cảnh báo về sức khỏe của con mẹ nên lưu ý nhé nếu có những dấu hiệu nguy hiểm mẹ phải đưa bé đi khám ngay tránh được những biến chứng nguy hiểm trẻ đi vệ sinh nhiều lần trong ngày có nguy hiểm hay không trẻ đi vệ sinh nhiều lần trong ngày không phải tình trạng quá nguy hiểm vì thời gian này hệ tiêu hóa của bé chưa được ổn định Hệ miễn dịch còn yếu ớt vì thế việc này không phải là bất thường. Tuy vậy khi bé đi đại tiện nhiều lần trong ngày kèm theo những dấu hiệu như sau. Bé quấy khóc mệt mỏi, con không chịu ăn gì. Kèm theo đau bụng, tay bé nắm chặt, bé đi ngoài nhiều lần trên ngày kèm dấu hiệu mất nước, môi khô, mắt thũng. Bé đi ngoài nhiều lần trên ngày kèm sốt, bé đi ngoài ra máu, những dấu hiệu nguy hiểm này cảnh báo sức khỏe bé đang gặp vấn đề. Mẹ nhanh chóng đưa bé đến viện để được thăm khám và điều trị kịp thời nhé trẻ đi vệ sinh nhiều lần trong ngày cải thiện như thế nào đối với những bé chỉ tăng số lần đi ngoài cấu trúc phân có hơi thay đổi một chút thì mẹ có thể cải thiện bằng những biện pháp như sau cho bé nghỉ ngơi đúng cách khi con bị đi ngoài nhiều lần trong ngày mẹ không nên cho con vận động quá nhiều còn đối với bé sơ sinh mẹ có thể cho bé ngủ nhiều hơn cũng không sao nhé ngoài ra nên tạo không gian nghỉ ngơi yên tĩnh thoáng mát cho con tránh nhiều tiếng ồn khiến bé không thể ngủ được tăng cữ bú cho bé đối với bé sơ sinh những bé bị đi ngoài nhiều lần thường mất nước mẹ tăng cữ bú lên để bù nước cho bé tránh tình trạng mất nước xảy ra vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe của bé nhé vệ sinh sạch sẽ cho con vệ sinh sạch sẽ khiến các vi khuẩn có hại không thể xâm nhập được vào cơ thể với những bé lớn hơn mẹ nên cải thiện tình trạng này bằng men vi sinh men vi sinh giúp cung cấp lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh đường tiêu hóa Men vi sinh còn giúp ổn định hệ tiêu hóa đang bị rối loạn của bé, trên đây là một số cách có thể giúp bé hạn chế được tình trạng đi ngoài nhiều lần trên ngày. Mẹ có thể áp dụng theo giúp bé cải thiện tình trạng này nhanh chóng nhé. Trẻ đi vệ sinh nhiều lần trong ngày cải thiện bằng men vi sinh. Hiện nay có nhiều phương pháp giúp bé có hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Khi bé bị đi ngoài nhiều lần trên ngày với những bé trên 6 tháng tuổi mẹ có thể bổ sung Amano Enzyme Gold cho bé. Giúp bé có hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn, Amano Enzyme Gold bổ sung cho bé. Enzym tiêu hóa tăng tốc độ phân hủy thức ăn bằng cách tăng tốc độ phản ứng hóa học, biến chất dinh dưỡng thành các chất mà đường tiêu hóa có thể hấp thu được. Bổ sung bào tử lợi khuẩn cân bằng hệ vi sinh đường ruột, kích thích cơ thể sản sinh enzyme tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tình trạng khó tiêu và táo bón. Các vitamin nhóm B kích thích bé ăn ngon miệng hơn, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng. Vitamin D3, bổ sung vitamin D3 cho bé phát triển xương cốt khỏe mạnh và tăng cường phát triển chiều cao cho bé, lysin và tauzin, đây là hai axit amin quan trọng và cần thiết mà cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải được cung cấp từ bên ngoài. Hai loại axit amin này kích thích vị giác trẻ, hỗ trợ hấp thu canxi tối ưu, hỗ trợ tim mạch. DHA, giúp hỗ trợ cải thiện trí não cho trẻ, trên đây là những thông tin về vấn đề trẻ đi vệ sinh nhiều lần trong ngày cảnh báo điều gì, việc này có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bé. Cảm ơn mẹ đã xem hết video này. Hy vọng rằng video sẽ cung cấp cho mẹ những kiến thức bổ ích. Giúp mẹ chăm sóc sức khỏe bé hiệu quả hơn nhé. Gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.